giới thiệu với các bạn cách hàn bồn nước nhựa bằng mỏ hàn nhựa. Có hai cách hàn. Cách hàn cho bạn ở gần quanh thành phố Hồ Chí Minh có thể hàn bằng bột nhựa. Các bạn ở xa có thể lấy một miếng bồn, cắt ra miếng bồn. Đó, cắt miếng bột ra để hàn cần mỏ hàn gần khò ga, gần máy trà nhám. Trước mắt tôi sẽ hàn bằng máy nhám. Nhìn này, đây các, đây là vết nứt quả bột. Bột này sử dụng cũng lâu rồi, 5 năm. Bột này nó bị nứt một đường ở đây và khách hàng đem ra cho tôi hàn. Các bạn ở gần đây có thể đem tới tại nhà cơ sở ở đây. Và các bạn ở xa có thể tự hàn luôn. Mai đường nứt của nó. Thường thường bồn nhựa rất hay bị nứt ở đây, ở bên hông này. Khi ta cắm mỏ hàn, để mỏ hàn nóng. Ta bắt đầu quét các rãnh ở đường bồn này ra. Các bạn nhìn nha. Sâu vào bên trong tới cái lớp nhựa màu trắng. Các bạn thấy lớp nhựa màu trắng bên trong này chưa? Đó, lớp nhựa màu trắng bên trong. Đó. Rồi. Ta chờ cho nó 1 phút để cho nó khô đi. Như các bạn đã nhìn thấy, đây là một cốc nhựa màu xanh và màu trắng. Màu xanh này sử dụng bên ngoài, màu trắng này sử dụng bên trong. Hai loại. Cái này là bột nhựa bê ơm. Như miếng bột này này, cắt ra. Rồi nó cắt ra. Đây. Bây giờ ta sử dụng là cái bột nhựa này trước. Bột nhựa màu xanh. Tất cả là như này. Nếu các bạn nào ở xa, ở các tỉnh này không thể mua được cái bột nhựa này thì mình sẽ hướng dẫn bằng cách hàn một miếng bột nhựa. Đây, mình làm ra một đoạn này để cho các bạn xem thôi. À, còn đoạn này, còn một đoạn đây thì mình sẽ hàn bằng khò nhựa.
nhỏ nhỏ này đâu nhỉ. Mí nhựa bồn thì thực ra nó không được tốt như cái mí nhựa bồn này, nhưng mà là mình vẫn thể dụng được. Cho ra như này, cho ra nhỏ là đi nữa thì bất tài. Rồi đó, các bạn nhìn mình làm nha. Đi đó là cái khò này, khò lóng ra này. Thực ra cái này mình làm cho các bạn xem đi nha. Đây thực ra nó vẫn phải hàn bằng bột nhựa. Ở xa không có, hàn bột nhựa là tốt nhất. Đó, ốp vào đây. Xong rồi mình làm như này. Nào nó xài bột mà nó xài như này có vẻ như hơi nhiều, tôi sẽ tháo bớt ra một xíu. Như vậy nhưng mà nó không được đẹp như là cái miếng bột nhựa. Để cho nó chắc chắn, chúng ta có thể hàn thêm một lớp nữa, làm lớp mỏng trên này nữa, hàn cho nó dày thêm. Đây tôi sẽ làm cho một lớp mỏng nữa. Đoạn clip của tôi sẽ dàn dài 10 phút để cho các bạn đủ. Bên trong thì nếu mà mình khoét ra rồi thì mình không phải hàn bên trong nữa, tại vì lúc mình làm là mình đã khoét ra vào sát cái bên trong rồi. Nhưng mà nếu bạn nào chịu khó thì có thể vào làm bên trong. Nói chung là làm cả hai mặt thì nó tốt hơn là hàn bên ngoài.
vậy là cách hàn một nước nhựa chúng ta đã hoàn thành. Các bạn có thể bơm nước để khô 2 tiếng rồi bơm nước cho các bạn.